nên là sau người ta cứ dâng đủ các món lên thì người ta cúng. Có người thì dùng một mâm xôi, một mâm xôi này, có con gà ở trên. Có khi người ta dâng một mâm xôi, có sỏi nợ ở trên này. Có khi người ta dâng một cục thịt với lại một chai rượu này. Người ta cúng như vậy thì có được không? Phật có dùng không? Phật không dùng. Phật không có dùng một cái gì hết. Không có dùng cái gì hả? Cúng cái gì thì cúng, cúng xong rồi mình hạ xuống mình sơi ha. Chứ Phật không có sơi. Không có sơi cái gì. Mọi người cầu xin Ngài phù hộ. Vậy Ngài có phù hộ không? Hàng tuần mình đi chùa, mình có lễ Phật, mình có cầu xin là Phật phù hộ cho con được mạnh khỏe, được bình yên, được buôn may bán đắt, được làm ăn, được thuận lợi không? Có cầu xin vậy không? Mọi, thường thường mình bây giờ mình thử đến những cái chùa mà rất là đông người, mình ngồi mình nghe mọi người, người ta khấn ra xem. Người ta có khấn, người ta xin những cái này không? Như ta đi chùa Gương hay đi chùa Keo hay là đi những cái chùa nào mà đông người lễ bái, mình cứ giả vờ mình ngồi đấy, mình lắng nghe hoặc mình mở cái điện thoại mình ghi âm để xem họ xin cái gì. Xin đủ thứ trên đời ha. Thì mà xin như vậy thì Đức Phật có cho, xin như vậy có được không? Xin như vậy thì là có mê tín không? Không. Xin không, không có được gì hết. Mọi người tụng kinh niệm Phật, Ngài có nghe được không? Đi chùa mình thấy mọi người tụng kinh là niệm Phật xem sâu mình. Niệm Phật làm đi là Phật, gì là Phật. Tụng kinh niệm Phật thì Phật có nghe không? Không. Không có nghe gì hết. Mọi người cứ tưởng là Phật nghe được, xong là cứ tha thiết tụng cho nhiều chắc là sẽ được Phật chấm điểm cả. Vậy dâng lễ cúng dường tụng kinh lễ bái có công đức không? Lễ cúng thì Ngài không có nhận này, Ngài không có dùng này, tụng kinh Ngài không có nghe này, niệm Phật Ngài không có nghe này, xin gì Ngài không cho này. Vậy thì có được cái công đức gì không? Từ nay có gì lễ bái tụng kinh cô dâng cúng gì nữa không? Có hay không? Dâng lễ có được công đức không? Là có được công đức không? Bây giờ mình thắp nén hương hay mình dâng xôi chè lên cúng Phật thì có được công đức gì không? Có hay không? Có. Vẫn có cái công đức, có cái phước thiện ấy. Cái công đức cúng dường, cái tâm của mình nó tạo ra công đức do mình có cái tâm tri ân, tâm cung kính. Đây là mình dâng cúng là thể hiện cái lòng cung kính. Và cái công đức, cái phước này nó được sinh ra từ cái tâm cung kính đấy, chứ không phải là cứ lễ to mà được phước lớn. Mà cái lòng thành kính của mình lớn thì được phước lớn. Còn mình không có lòng thành kính thì không có phước. Mình có cái trí hiểu biết thì nó cái phước nó cộng với cái trí. Còn nếu mình có cái trí hiểu biết sai thì cái phước đấy nó cộng với cái ni trí. Cho nên là có những cái người mà người ta giàu mà người ta có trí tuệ. Có những cái người giàu mà không có trí tuệ. Thì đấy là do cái lúc làm phước, có cái người hiểu đúng và có người hiểu sai. Cái khi tạo phước ấy, tức là cái người ta vẫn dâng cái lễ cúng vật, cái vật phẩm cúng như nhau, nhưng người ta hiểu rằng là Phật chẳng dùng, nhưng mình cúng Phật để bày tỏ cái lòng cung kính. Thì cái đấy là nó có cái phước vật và có phước trí. Nên là nếu cái quả đấy nó trổ thì nó tạo ra cho cái người đấy vừa có tài sản, vừa có thông minh trí tuệ. Nhưng mà cũng có cái người người ta dâng cúng, người ta nghĩ là ôi Phật chắc là phải dâng những cái món ngon vật lạ, phải có những cái lễ vật phải lớn thì mình cầu xin cái gì thì Ngài phù hộ. Thì cái người đấy là mình cũng có cái tâm muốn cúng dường nhưng lại có cái trí hiểu sai. Cái trí hiểu sai đấy thì nó tạo ra sau này cái người đấy hưởng một cái quả, đó là có cái vật chất nhưng không có trí tuệ. Đấy là cái lúc mình tạo nhân, là mình tạo cái nhân
có nó đi kèm với trí, hay là mình tạo cái nhân nó đi kèm với cái không có trí, đi kèm với si, đi kèm với tà kiến và đi kèm với chánh kiến, thì nó khác nhau. Bây giờ Phật ở đâu? Bây giờ Phật đang ở đâu? Phật có đang ngồi ở trong pho tượng không? Phật có núp ở trong pho tượng bằng đá không? An trú ở trong đấy không? Chỗ này đã nhập niết bàn. Đức Phật nhập niết bàn chứ Đức Phật không có ở trên bàn thờ, Đức Phật không có ở trong tượng. Phải không? Có phải là ở trong pho tượng? Tượng là tượng. Tượng chỉ là để mình thể hiện lòng cung kính. Vậy ở ban thờ nhà mình có thờ ông bà Tiên Tổ không? Ông bà Tiên Tổ có ngồi trong cái bát hương này không? Hàng ngày mình sợ mình không dám đụng đến bát hương này, mà sợ đụng đến ông bà ngồi trong đấy. Mình nghĩ bát hương là cái tổ của ông bà, giống như tổ chim của ông bà. Không bao giờ đụng vào sự đóng bát hương, bẩn mấy thì bẩn nó dám quét. Bây giờ nhiều người thờ Phật mà đến hỏi sư là bây giờ thờ Phật bằng cách nào? Thì sư bảo thôi, chỉ cần có một pho tượng Phật hay bức tranh Phật là cái ban thờ, thì chỉ cần làm cái nọ hoa, một cái hàng ngày đốt đèn nến cúng Phật thì khỏi cần bốc bát hương. Tại vì người ta cứ sợ không biết ai nhờ ai bốc bát hương cho, nhưng ai vẫn đến nhà bốc bát hương cho, mà thôi khỏi cần bát hương luôn, khỏi không cần thờ bát hương được. Thì hàng ngày đốt nến cúng Phật là được, nến tượng trưng cho trí tuệ cao thượng hơn, khỏi cần phải thắp hương, khói nhang ám. Mà lại phải lo lắng, lúc nào cũng lo lắng cái bát hương. Thực ra bát hương nó chỉ là cái để ấy hương thôi, để cắm hương cho nó khỏi đổ. Ví dụ bây giờ mình có thể lấy một cái bát gì cũng được, bát ăn mình được, mình múc vào đấy một bát cát dâng lên đấy để mình cắm cho cái hương nó khỏi đổ cũng được, chứ có gì đâu. Chứ đâu nhất thiết là cứ phải mời thầy về, rồi là phải viết cốt, rồi phải cho thất bảo, cho vàng ngọc kim cương vào đấy mới dám thờ, để viết tên vị nào thì vị đó ở. Mỗi bát hương là phải có một cái tên ở trong đấy, không được ai ở chung với ai, không được tranh giành nhau ở trong đây. Ghê quá. Nên cái mê tín ở thế gian nhiều trò lắm. Kể cả thờ ông bà Tiên Tổ mình không cần phải đi nhờ ai về bốc bát hương hay là phải cúng an vị bát hương, mình là lo lắng cái bát hương đấy. Thực ra bát hương cũng chỉ là một cái để cắm cây hương cho nó phải đổ, chứ là cái gì đâu. Cũng giống như cái nọ hoa, có bao giờ mình nhờ người về để an vị nọ hoa không? Cái nọ hoa cũng là để cắm cây hoa để dâng cúng Phật đó. Xong rồi nó thối mình phải mang đi đổ ấy. Thì bát hương vậy, khi nào nó đầy nó bụi tàn lên rồi thì mình cũng mang mình đổ bớt cái cho đi, mình thay mình cho mới có sao đâu. Mang đi mình rửa cho sạch sẽ, mình đã thay cho khác vào. Mà thời cho thì bẩn lắm, gì mà không phải cắm cho thôi, cho một cơn gió nó thổi nó bay khắp cả nhà. Thì khi mà mình dâng cúng hương thì nó chỉ là tượng trưng cho cái hương thơm, mùi thơm cao thượng. Dâng cúng Phật tượng thơm, tượng trưng cho một cái người mà có giới đức thì được cái tiếng tốt đồn xa, thì cái hương thơm, cái người mà cúng dường hương thơm thì cũng tượng trưng cho một cái sự giữ giới thanh tịnh nên được mọi người tán thán công đức. Đấy gọi là giới hương. Hoặc là cúng dường đèn nến tượng trưng cho trí tuệ, cúng dường hoa tượng trưng cho sự tinh khiết của cái tâm hồn. Chứ đều được hết, chứ không nhất thiết cứ phải là hương. Không phải là thắp hương thì Phật gửi đến hương thì Phật bay về, mình chẳng biết thắp một nén hương thì ông bà gửi đến hương thơm thì bay về. Đấy là quan niệm của thế gian, những người có giác ngộ thì không quan niệm như thế. Niết bàn là có tồn tại hay không tồn tại? Cái phần nhập niết bàn thì niết bàn là không, niết bàn không có tồn tại cũng không không tồn tại. Cái ngày nhập niết bàn rồi thì còn tâm thức nữa không? Cái người chết rồi thì còn tâm thức không? Mình nghĩ là người chết rồi sẽ có một cái linh hồn phải không? Nó ra khỏi thể xác này, nó sống ở cái cõi âm phải không? Có phải thế gian hay quan niệm như vậy không? Đó, thì khi người chết thì còn cái tâm thức đi đầu thai sang một kiếp khác. Thì mỗi người đi đầu thai về một nơi. Có người thì đầu thai nên làm chư thiên ở trên trời, có người đầu thai làm một đứa trẻ, có người đầu thai làm một cái con trâu bò đợn gà gì đấy, có người thì đầu thai làm ngạ quỷ, có người đầu thai làm địa ngục, và thì có địa ngục.
mỗi người theo một cái nghiệp của mình và đi tái sinh về các cõi sống khác nhau, chứ không có ai giống ai, mỗi người đầu thai một nơi như vậy. Nhưng còn Đức Phật thì ngày nhập Niết Bàn thì ngày còn đi đầu thai nữa không? Không nhá, chỉ có mỗi đức, những bậc mà đã đắc đạo, chỉ có những bậc A-la-hán khi chết không đi đầu thai nữa, chỉ riêng mỗi các bậc A-la-hán. Thì Đức Phật cũng là một vị A-la-hán và các bậc A-la-hán khác cũng như thế. Còn tất cả những ai chưa đạt đến sự, chưa phải là một vị A-la-hán thì vẫn phải đi đầu thai, vẫn phải đi tái sinh. Thế ông bà, những cái ông bà cụ kỵ nhà mình chết rồi có đi tái sinh không? Đi tái sinh, đi đầu thai hay là ngồi ban thờ? Đi tái sinh hết nhé, đi tái sinh hết. Chỉ trừ những cái người nào mà tái sinh làm ngã quỷ, hóa sinh làm ngã quỷ thì có thể là còn quanh quẩn ở nhà. Thì cũng có những người ta tái sinh làm ngã quỷ thì người ta chưa sinh về cái cõi khác được ấy. Thì người ta quanh quẩn ở trong nhà thì cũng có, chứ không phải là không có. Có những ngã quỷ, những cái người mà người ta xây cái ngôi nhà đẹp quá thì nó chết, nó tham ái, nó dính mắc cái ngôi nhà chết, nó không đi đâu được, có phải tái sinh làm ngã quỷ, họ quay lại ngôi nhà để họ coi nhà. Có những người thì nó tham ái những người thân, ví dụ như có người chồng chết mà có cô vợ còn đẹp quá, nó tham ái dính mắc cái tâm, cuối cùng thì chỉ những người vợ chết sinh làm ngã quỷ đi theo người vợ. Có những người vợ thì yêu chồng quá cái chết trước thì cũng chỉ nghĩ đến người chồng, những khi chết thì người ta sinh làm ngã quỷ đi theo người chồng. Để có những, tức là những người mình có đại để mình cứ có cái tâm dính mắc thì là mình sẽ sinh làm ngã quỷ, và ngã quỷ hay sống quanh quẩn với người thân. Cho nên là người nào mà nặng về tình cảm, tham ái luyến thì hay sinh vào cái kiếp ngã quỷ đấy. Để lúc chết mới hay tác động với người chồng. Còn đại đa số sẽ sinh về các cõi sống khác nhau. Đức Phật thì không còn đi tái sinh thì có nào nữa này. Rồi. Có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, như ai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết thì Đức Thế Tôn trả lời thế nào? Thời ngày xưa mới có người ta thắc mắc, người ta mới hỏi. Đức Phật sẽ nói là một bậc tu đạo thì đắc đạo thì sẽ nhập Niết Bàn. Và người ta cứ hỏi là Niết Bàn thì có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không tồn tại, hay vừa không không tồn tại. Người ta cứ thắc mắc như vậy thì Đức Phật trả lời là ta không trả lời câu hỏi này, vì nó không có liên hệ đến mục đích giải thoát, vì nó vượt ngoài sự hiểu biết của phàm phu. Thì Đức Phật không trả lời câu hỏi này, không trả lời là có hay không. Thì bao giờ mình đắc đạo thì tu chứng đắc thì tự biết, nhưng bây giờ có giải thích cũng không hiểu được nên Đức Phật không trả lời. Thì ân đức thứ nhất của Đức Phật là Itiviso Bhagava Arahant, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường. Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường. Vì vậy cho nên là mình có đúc một pho tượng bằng Phật vừa về mình tôn thờ, rồi hàng ngày mình dâng lên mình cúng dường Đức Phật, đều đấy là một điều xứng đáng. Xứng đáng mình có thể cúng dường Phật bất cứ gì cũng được, một nén hương thơm tượng trưng cho cái giới hạnh cao quý, một cái cây nến hay là một bông hoa, một chai nước tinh khiết, những trái cây, những vật thực, mình dâng lên cúng dường Đức Phật cái gì cũng được. Thậm chí là mình đúc một pho tượng bằng vàng, mình hoặc là mình mua những cái lá vàng để mình dán lên tượng Phật cũng được, đấy là xứng, Đức Phật xứng đáng cúng dường. Mình cúng dường cái gì cũng được, mình cúng dường vàng ngọc kim cương để xây chùa để thờ Phật cũng được, Đức Phật xứng đáng. Mình cúng dường bằng cái sự thực hành pháp của mình cũng được, ví dụ như thế nào hôm nay một cái ngày tu tập giữ giới hành thiền, con xin dâng lên cái công đức cúng dường, con xin dâng lên cúng dường Phật, có được không? Được ha. Dâng lên cúng dường Phật bằng cái công đức tu tập của mình thì Đức Phật lại tán thán nhất. Đức Phật này bảo là cái lúc mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn ấy, chư thiên người ta đến rất là nhiều, rồi cả các vị vua chúa cũng đến rất nhiều, người ta rải hoa, người ta dùng nước thơm, người ta dùng những cái vật quý báu, người ta rải khắp cái xung quanh Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với đệ tử là Anna là, này Anna, những cái người mà cúng dường ta như thế này thì cũng, ta cũng không hoan hỉ bằng ai mà thực hành pháp của ta. Nếu ai mà thực hành pháp của ta thì đấy là cái sự cúng dường cao thượng nhất, tức là ai ngồi thiền là Đức Phật hoan hỉ nhất. Mình ngồi thiền là đang thực hành cái pháp của Đức Phật, không cần cúng dường gì hết mà ngồi thiền là Đức Phật hoan hỉ.
còn đem vàng bạc châu báu đến cúng Phật, xong rồi đi về không hành thiền là Đức Phật ông cũng không vui, không quý bằng cái người có cái tâm thực hành pháp. Đức Phật quý trọng nhất là cái người biết thực hành pháp. Còn nếu mà mình chú trọng là ta chỉ cần thực hành pháp, ta chẳng có cái gì để cúng Phật cả, ta cũng chẳng lập bàn thờ Phật, nhưng hàng ngày ta vẫn ngồi thiền rồi ta hướng tâm đến Đức Phật, thì cái công đức đấy nó sẽ lớn hơn là cái sự mà mình phụng thờ bằng cái hình thức, phụng thờ bằng hình thức không bằng cái sự thực hành bằng tâm linh. Thực hành bằng tâm linh cao quý hơn nhiều. Chánh đẳng giác, Đức Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vậy chánh đẳng giác có ý nghĩa gì? Chánh đẳng giác là cái trí tuệ toàn giác trí, cái trí tuệ thấy biết không có bị ngăn che bất cứ một cái gì hết. Tức là ngài muốn thấy cái gì thì ngài thấy, ngài muốn biết cái gì thì ngài biết. Ngài muốn thấy về quá khứ của mình, ngài thấy được. Ví dụ ngài kiếp trước, ngài là ai, ngài sinh ra ở đâu, một kiếp trước, hay 10 kiếp trước, hay 100 kiếp trước, hay 1.000 kiếp trước, hay 100.000 kiếp trước, hay 1.000.000 vạn vạn kiếp trước, thì ngài đều có thể hướng tâm đến và ngài thấy một cách rất dễ dàng, không khó khăn, không có cái gì ngăn che được cái trí tuệ để ngài thấy về quá khứ này. Ngài có thể thấy được quá khứ của chúng sinh khác, tất cả chúng sinh, ngài muốn thấy chúng sinh chưa, kiếp trước mình là người như thế nào, một kiếp trước, 100 kiếp trước, 1.000, 100.000 kiếp trước của mình, của tất cả mọi người khác, Đức Phật đều thấy được hết. Thậm chí có lần Đức Phật nhìn thấy một con kiến mà Đức Phật bảo là cái con kiến này nó đã làm cái thân kiến này để trải qua 91 kiếp rồi, 91 đại kiếp rồi mà nó chưa thoát, nó chưa được thoát khỏi cái thân kiến. Đấy là một cái con kiến mà Đức Phật còn quán được cái 91 đại kiếp của nó. Đại kiếp là 91 đại kiếp trái đất đấy, trái đất sinh diệt tới 91 lần rồi mà con kiến nó vẫn làm thân kiến. Nó muốn làm vậy không? Nó muốn làm cái thân kiến lâu dài như vậy không? Là ai mà đã đọa vào cái kiếp khổ đau này nó rất là khó thoát là vậy, rất là khó thoát ở trong cái kiếp khổ đau đấy hoài. Cái người nào mà không biết tu tập thì đến khi mình kiếp sau mình tái sinh làm một cái loại súc sinh, là một cái là cái tâm ngu si nó khởi lên, nó che đậy lắm, mình không bao giờ, rất khó có thể trở lại cái thân người được, rất khó có thể trở lại cái thân chư thiên được, chỉ có cứ làm súc sinh mãi như vậy thì rất là mệt mỏi. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật nó rất là cao thượng, rất là cao quý, rất là quý hóa, bởi vì nó có thể cứu vớt được những người có trí tuệ, cứu vớt được những cái người ta thoát khỏi những kiếp trầm luôn. Ai mà biết thực hành giáo pháp thì sẽ thoát khỏi cái trầm luôn ở trong sinh tử. Ai mà không thực hành giáo pháp thì mình trôi lăn ở trong cái sinh tử mãi mãi, trầm luôn ở trong sinh tử, không biết đến khi nào mới ra khỏi được. Thì Đức Phật có trí tuệ thấu suốt quá khứ của mình và của mọi người, thấu suốt hiện tại. Ví dụ một tất cả những cái chúng sinh ở hiện tại này, mình gặp một cái chuyện gì nó đều có nhân của nó, một chuyện vui, một chuyện buồn gì nó cũng đều có cái nhân ở trong quá khứ nó trổ quả, chứ nó không có một cái gì là ngẫu nhiên hết, không có một cái gì là ngẫu nhiên mà nó sinh ra. Ví dụ hôm nay chẳng may mình mắc một căn bệnh, mình bị nhức đầu, bị đau răng, bị cảm cúm gì đó, nhưng nếu có Đức Phật mình chỉ cần hỏi bạch Đức Thế Tôn, không biết do nhân duyên gì mà hôm nay con lại bị cái bệnh này, thì Đức Phật quán chiếu ơi, biết ngài của quá khứ ơi, ông đã phạm một cái tội này, ông đã từng đánh một cái người này, ông đã từng làm một cái con vật này bị đau đớn, ông đã từng sát sinh, thì bây giờ cái quả nó trổ bạc, cho nên ông phải chịu cái quả báo này. Thế Đức Phật đều quán suốt tất cả các cái hiện tại như vậy, nó đều cái gì nó cũng có cái nghiệp nhân và nó trổ thành nghiệp quả. Thế là cái trí tuệ thấu suốt được hiện tại, nó đều có nghiệp của nó, không có cái gì mà Đức Phật không thấy được cái nguyên nhân sinh ra cái vấn đề đấy. Thấu suốt vị lai, ở đời vị lai cái người này sẽ như thế nào, ở kiếp sau mình sinh ra ở đâu, mình sẽ gặp những cái chuyện gì, là Đức Phật thấy được hết, biết trước hết. Có giống thầy bói không? Thầy bói người ta cũng có xem cho mình một tháng, hai tháng sau gặp chuyện này chuyện kia không? Thầy bói có biết được kiếp trước kiếp sau không? Thầy bói chỉ biết được một tí tẹo, có khi còn sai tẹo.
chứ không bao giờ thầy bói không bao giờ biết được kiếp trước, không bao giờ biết được kiếp tương lai. Nhưng mà Đức Phật thì thấy được kiếp quá khứ, thấy kiếp tương lai, thấy vô vàn kiếp quá khứ hiện tại vị lai không bị ngăn che một cái gì hết, cái gì ngài cũng hiểu thấu đáo rõ ràng. Cho nên cái trí đấy được gọi là toàn giác trí, trí tuệ giác ngộ một cách hoàn hảo, trí tuệ giác ngộ một cách trọn vẹn. Thế gian thì có ai có cái trí tuệ đấy không? Có ai có cái sự hiểu biết như vậy không? Ngoại trừ Đức Phật ra. Chính vì vậy cho nên là ngài mới có cái ấn tức là Sammasambuddho đấy, đấng chính đẳng chánh giác. Như là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato này, Sammasambuddho là câu này, Sammasambuddho. Mấy câu phải học cho nó thuộc để lúc nào cũng phải niệm. Trước khi làm thì phải niệm như thế: Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Sammasambuddha, Sammasambuddho, Buddha Buddho. Nó thì thay đổi cái cấu trúc Đức Pháp. Đức Phật có những loại trí gì? Trí tuệ của Đức Phật ấy. Nhưng bây giờ cái người bình thường ở thế gian thì mình có cái trí gì? Mình có cái trí, ví dụ mình có một cái bằng đại học thì mình có cái trí gì? Ví dụ mình có thể nói được mấy thứ ngoại ngữ, đấy có gọi là trí không? Trí thức. Trí ở thế gian thì gọi là trí thức. Còn cái trí của Đức Phật thì có phải trí thức không? Trí do học mà có không? Không. Có cái trí của Đức Phật khác. Đây là những cái trí của Đức Phật này. Có 8 loại trí: túc mạng trí, thiên nhãn trí, thiên nhị trí, tha tâm trí, nậu tận trí, thần thông trí, hóa tâm trí, thiền tuệ trí. Túc mạng trí là cái trí mà có thể thấy được cái kiếp sống ở quá khứ. Thế là túc mạng trí. Thế ra thì có ai có trí này không? Không có ha. Thiên nhãn trí là có thể thấy được những cái người, tất cả những người thế gian thì khi người ta chết người ta tái sinh về đâu. Bây giờ mình có biết người thân mình chết thì sinh về đâu không? Vậy là mình không có bằng Phật ha. Nên Phật có thiên nhãn trí. Thiên nhị trí là có thể nghe được cái âm thanh của người khác nói chuyện. Như Đức Phật có thể ngồi đây và nghe được cái âm thanh của chư thiên người ta nói chuyện với nhau, nghe được quỷ thần nói chuyện với nhau, nghe được những người khác ở rất xa nói chuyện với nhau ngài vẫn nghe được. Thế đấy gọi là thiên nhị trí. Tha tâm trí là trong tâm mình nghĩ cái gì mình biết ngay, nghĩ cái gì biết ngay trong tâm. Nên Đức Phật dùng cái tâm quan sát. Cho nên là ai ở bên Đức Phật có dám nghĩ những chuyện xấu không? Nghĩ chuyện xấu Đức Phật gọi ngay nên Đức Phật mắng luôn. Cho nên là cái thời Đức Phật người ta tu đắc đạo nhiều, vì không, khi mà đã đi tu ở bên Đức Phật không ai dám nghĩ cuối, nghĩ những cái chuyện sai trái. Bởi vì là Đức Phật có tha tâm trí, thấy ai mà khởi cái tâm xấu là Đức Phật gọi nên. Và tại sao ông lại suy nghĩ như thế? Thì còn dám nghĩ vậy nữa không? Kiếm mà nha. Nếu bây giờ có ai đó mà cứ có được cái trí biết được cái tâm của mình có sợ không? Tại sao lại sợ? Tâm trí, nậu tận trí. Nậu tận trí tức là cái trí mà biết mình đã hết sạch phiền não, không còn phiền não nữa, nậu tận trí. Thần thông trí là cái thắng trí mình có. Đức Phật có thể là tạo ra được, phát triển được những cái năng lực thần thông. Ví dụ như ngài có thể bay trên hư không, bay lên các cõi trời. Ngài có thể biến hóa ra từ một thân biến ra hàng trăm ngàn thân. Ngài có thể hóa ra nửa thân nước, có thể đi ở trên mặt nước, có thể đi trên hư không. Ngài có thể tạo ra được những cái hình ảnh ở trên hư không. Đấy là thần thông trí, đi xuyên qua tường, qua vách, qua đồi, qua núi, đi trên hư không như con chim bay trên hư không, có thể đi ở trên nước như đi trên đất liền. Những cái trí đấy gọi là thần thông trí. Còn hóa tâm trí, hóa tâm ấy, có nghĩa là hóa ra được một người có thân và có cả tâm luôn. Đấy gọi là hóa tâm. Nhưng mà không những là hóa ra một người khác giống hệt như mình, mà còn hóa ra cái người đấy có thể làm được những việc giống y như mình. Ví dụ như khi Đức Phật mà giảng pháp, mà lúc ấy có một cái thời gian Đức Phật lên cõi trời Đao Nợ để giảng pháp trong 3 tháng, thì cái một ngày một đêm ở trên cõi trời nó bằng 100 năm ở dưới nhân gian. Cho nên là 3 tháng giảng pháp ở trên đấy nó chỉ bằng một cái thời pháp ngắn ở dưới nhân gian thôi. Chư thiên thì người ta vẫn ngồi người ta nghe pháp được,
liên tục trong 3 tháng ấy, người ta không cần nghỉ. Nhưng mà Đức Phật thì có phải nghỉ không? Lúc đấy Đức Phật có phải chứ, Đức Phật là thân người. Mà Đức Phật có ngồi giảng pháp liên tục trong 3 tháng được không? Không giảng pháp được. Cho nên là Ngài giảng pháp nhưng đến cái giờ nó đói bụng thì Ngài vẫn phải đi ăn. Và lúc đấy Ngài biến ra một vị Phật. Ngài dùng thần thông để biến ra một vị Phật. Và cái vị Phật đấy thay Ngài giảng pháp. Còn cái thân của Ngài thì bay đi khất thực. Và Ngài dùng cơm xong, Ngài nghỉ ngơi xong, bắt đầu Ngài lại tiếp tục bay về. Ngài mới thu cái hình biến ra. Xong là bắt đầu Ngài mới tiếp tục Ngài giảng pháp. Mà chư thiên có biết không? Có một số vị biết, một số vị không biết. Những cái vị nào mà có cái thần thông lớn thì biết. Đây là hóa thân Phật đang thuyết pháp. Còn những vị khác thì không biết, vẫn cứ tưởng Phật đang thuyết pháp. Mà Ngài nói liên tục như vậy trong suốt 3 tháng, không có ngừng nghỉ. Mà thực ra Ngài vẫn nghỉ, bởi vì Ngài có thể hóa ra được một vị giống như mình. Và có một cái trí nữa là thiền tuệ trí. Thiền tuệ tức là cái trí tuệ thấy phân biệt được thân, danh sắc, thân và tâm. Ngài có trí tuệ để quán chiếu được các sự thật chân đế, các cái tâm thiện, tâm bất thiện phân biệt được, đấy gọi là thiền tuệ trí. Thì 8 cái trí này, thế gian có ai có cái trí nào không? Còn Đức Phật thì có những cái hạnh gì? Những cái hạnh đây gọi là đức hạnh này. Cái đức hạnh của Đức Phật có những cái đức hạnh này: đức hạnh giữ giới thanh tịnh, đức hạnh giữ giới, giữ giới thanh tịnh. Có nghĩa là khi mà ở cái chỗ đông người thì mình giữ giới thanh tịnh, nhưng mà khi mà mình về mình ở một mình có giữ giới thanh tịnh không? Giữ giới thanh tịnh một cách nghiêm túc, thì dù ở chỗ vắng vẻ kín đáo vẫn phải giữ giới thanh tịnh. Thu thúc 6 căn thanh tịnh, tức là Đức Phật luôn luôn thu thúc, tức là các cái oai nghi đấy, đi đứng nằm ngồi nó luôn luôn ở trong chánh niệm, chứ không có khi nào mà buông thả 6 căn, nhưng là không có bao giờ đùa giỡn, không có bao giờ chạy nhảy, không có bao giờ mà làm có những cái hành động gì mà nó không có nghiêm túc, tức là lúc nào cũng trang nghiêm, lúc nào cũng trang nghiêm đấy. Thì đấy gọi là có cái sự thu thúc các căn thanh tịnh. Hạnh chi túc trong vật thực, chi túc nghĩa là Đức Phật chỉ đi khất thực xin ăn cho sao ăn vậy, cái này không có đòi hỏi cái gì hết, không có đòi hỏi ăn là Phật phải cho ta ăn ngon gì hết, mà đi xin ai cho sao ăn thế. Hạnh thức tỉnh, hạnh thức tỉnh tức là thức tỉnh ở đây có nghĩa là ngủ rất là ít. Nhưng một vị Phật thì là chỉ ngủ của nhiều nhất là 2 tiếng một ngày, 2 tiếng là đầu đêm giữa đêm thì Đức Phật vẫn ngồi thiền. Chỉ khi mà đến cuối đêm thì Đức Phật ngồi nằm tư thế kiết già nghiêng về biển hữu, ngủ nhiều nhất là 1 canh giờ chứ không có ngủ nhiều. Hạnh đức tin, hạnh chánh niệm và hạnh hổ thẹn, hạnh tàm quý đấy, hạnh gây sợ tội lỗi, hạnh đa văn là biết nhiều, hạnh tinh tấn, hạnh trí tuệ, hạnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đức Phật vẫn an trú trong các tầng thiền này, mà các cái tầng thiền này đây là một cái những cái đức hạnh lớn, những cái đức hạnh rất là lớn. Như bây giờ mình giữ giới thì cái đấy, mình giữ giới thì nó thuộc về trí tuệ hay nó thuộc về đạo đức? Giữ giới nó thuộc về đạo đức mà, đấy là đức hạnh, đức hạnh và trí tuệ. Thế nên là bây giờ cái con người ta phải có gieo 2 cái nhân cần phải gieo, đó là cái hạt giống minh và hạt giống hạnh. Hạt giống minh và hạt giống hạnh, tức là mình phải gieo tạo những cái hạt giống trí tuệ và gieo tạo những cái hạt giống công đức. 2 cái hạt giống ấy mình phải gieo thì sau này mình mới đi đến giải thoát được. Vậy khi mà bây giờ mình đang cái lúc mà nghe pháp này là mình đang gieo hạt giống gì? Hạt giống đấy, cái nghe pháp nó có cả 2 đa văn này, hạnh đa văn. Thế lúc mình nghe pháp này, đây là đang gieo cái hạt giống đa văn. Đa văn cũng là một cái hạnh,
Khi mà mình nghe pháp xong thì mình sẽ từ bỏ được rất nhiều những cái tà kiến mê đậm, mình hiểu ra được rất nhiều cái sự thật, mình sẽ biết sợ tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tàng biết quý, biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi. Chứ người không nghe pháp, người ta có biết sợ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi không? Đúng không? Cái người ta không đến chùa nghe pháp thì người ta sát sinh, người ta có thấy ghê tai không? Người ta ăn trộm tà dâm nói dối uống rượu, người ta có thấy đấy là nỗi nầm, người ta có thấy xấu hổ không? Không. Còn những người mà có nghe pháp rồi, ngày mai mình về mình có giết con gì mình có thấy ghê tai không? Mình thấy nó ghê ghê gớm gớm thế nào, thấy nó tội lỗi thế nào, chết mình làm này kéo mình đọa địa ngục mất. Đấy, cái đấy có phải là ghê sợ tội lỗi không? Mà cái ghê sợ đấy là tốt hay xấu? Đấy là một cái hạnh, một cái hạnh cao quý đấy. Đức Phật có cái hạnh này. Ngày mai mình đi ăn trộm xong rồi mình tự mình lại trách mình, chết mình làm này chắc chết mình phải đọa làm châu bò mất. Mình sẽ ghê sợ à. Thì mình có cái ghê sợ đấy, lần sau mình mới không dám nữa à. Còn những người mà không ghê sợ ấy, hồi lần này lấy được rồi thích quá, lần sau lấy tiếp. Đấy thì cái người có học Phật pháp nó sẽ có thay đổi, nó thay đổi được tâm lý, thay đổi được cái hành động. Hay là nhờ hạnh đa văn, hạnh tinh tấn, cái hạnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy. Thì đây tất cả những cái người tu tập thiền nó sẽ phát triển cái đức hạnh. Khi mà mình hành thiền xong rồi mình xả thiền ra một cái, mình có đi tìm kiếm người khác để cãi nhau chửi nhau có ai thế đã đến cái trường thiền mà thấy ai cãi nhau với ai chưa, đánh nhau gây sự nói xấu với nhau nó, bởi vì cứ đi đến cái đâu mình thấy cái môi trường tu nó có khác với môi trường bên ngoài, tụ tập lại là phải nói xấu với nhau này, là phải công kích nhau, phải phỉ báng nhau, phải làm những việc bất thiện với môi trường hỗn tạp với thế gian. Còn môi trường tu thì không có chuyện đâu, môi trường tu thì chỉ có phát triển những cái hạnh, cái pháp hành thì cái pháp tu tập nó tự động nó phát triển những cái đức hạnh, nó tự động nó phát triển. Cái người thực hành là tự động cái đức hạnh nó cứ tự động nó phát triển đi. Cái trong cái lúc thực hành nó diệt trừ cái tâm bất thiện, lúc mình chú tâm vào hơi thở là cái tâm bất thiện nó bị yếu, và cái tâm thiện nó mạnh đi, tâm thiện nó mạnh và cái tâm bất thiện nó yếu đi. Để dần dần nhờ vậy mà cái đức hạnh của mình nó sẽ lớn lên, và những cái tính xấu của mình nó cứ bị tiêu dần và nó mất đi. Thế nên nhờ cái thực hành pháp thì Đức Phật có 8 cái trí tuệ và 15 cái đức hạnh. Thế là những cái đức hạnh cao quý, cho nên là có cái ân đức là quý chân sambandho minh hạnh túc, đầy đủ cả minh và hạnh, là một bậc có đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ. Bây giờ đi đến đâu thấy người ta tôn thờ một cái vị nào đấy thì mình hỏi là vị này có đức hạnh gì, có trí tuệ gì mà các vị lại tôn thờ. Đi đến có nhiều nơi người ta có đền đình thờ không, thế mình có biết là đang thờ ông nào không? Thế mình có hỏi là cái ông này có đức hạnh trí tuệ gì mà tôn thờ. Thì bây giờ mình biết là Đức Phật có những đức hạnh như vậy, có những trí tuệ như vậy, cho nên mọi người người ta tôn thờ. Đức Phật có nói ra tất cả những gì mà Ngài biết không? Đức Phật có nhiều trí tuệ như vậy, Đức Phật biết nhiều như vậy, Đức Phật có nói hết cho mọi người biết không? Đức Phật có giấu cái gì không? Có giấu cái bí mật gì không? Như một cái vị thầy giỏi này, khi mà dạy thì cái vị thầy đó có truyền đạt hết cho đệ tử không? Không, Đức Phật không có nói hết. Đức Phật chỉ nói ra những cái gì mà nó có lợi ích cho chúng sinh thôi. Tức là cái mà Ngài biết thì nó biết rất là nhiều, nhưng mà Ngài lựa chọn cái này nó có lợi ích thì nên nói ra, cái này nó không có lợi ích không nên nói ra. Nhưng bây giờ mấy cái nhà khoa học ông ấy khám phá rất nhiều thứ, nhưng mà ông có nói hết không? Mà nói ra cái này chúng sinh tưởng đi chế tạo ra cái loại vũ khí giết người hàng loạt, có nên nói không? Mà thôi, mình phải hủy diệt cái công thức này đi, không có bây giờ mình nói ra
Thế thì bây giờ mỗi đứa nó lại chế tạo một cái loại vũ khí khác nhau, đánh nhau, giết nhau, thế ra này diệt chủng mất, phải không? Thì cái người có cái hiểu biết nhưng mà biết biết cách truyền đạt lại những cái gì có lợi ích nhất. Khi một bậc giác ngộ ấy thì giác ngộ rất nhiều thứ, hiểu biết rất nhiều thứ, nhưng chỉ giảng dạy lại những cái gì có lợi ích nhất, chứ không có giảng giải lại những cái pháp bất thiện, những cái pháp không có lợi ích, không giảng dạy, không có khuyến hóa cái điều đó. Thì Đức Phật nói ra những điều có lợi ích cho chúng sinh mà thôi. Mà những cái điều có lợi ích đấy như chúng sinh nó không thích thì Đức Phật có nói không? Hoặc là những cái điều có, những cái sự thật có lợi ích này, những cái sự thật có lợi ích này mà chúng sinh, có những chúng sinh nó không có thích. Còn có những cái sự thật có lợi ích, có chúng sinh ưa thích và chấp nhận. Có những sự thật có lợi ích nhưng chúng sinh không ưa thích, không chấp nhận. Thì Đức Phật có nói không? Như là bây giờ đứa trẻ con mà nó bị bệnh, nó ốm mà cho nó uống thuốc đắng, nhưng mà nó không uống, mình có chiều nó không? Mình phải đè nó ra mình đổ thuốc mà, phải không? Mình đè nó ra mình đổ thuốc mà. Thì lúc mình đổ thuốc thì nó quằn quại, nó khóc, nó than, nó hét, nó kêu na. Thì lúc ấy mình thương nó thì mình dừng lại, hay là thương nó thì tiếp tục? Thì vẫn phải tiếp tục nha. Thì Đức Phật giảng pháp cũng thế, có những người không muốn nghe nhưng mà vẫn phải nói, vì đây là sự thật có lợi ích. Sự thật có lợi ích nên bây giờ Đức Phật vẫn phải nói, biết rằng có những cái pháp chúng sinh nó không hiểu được, nó không tin, nhưng mà đó là sự thật. Nó không tin bây giờ thì mai mốt thì dần dần nó hiểu ra, nó sẽ tin sau. Cho nên là phải nói ra sự thật. Pháp của Đức Phật chỉ nói ra sự thật. Còn bây giờ chiều theo cái niềm tin của nó, nói ra toàn những cái pháp nhảm nhí thế gian. Ví dụ bây giờ nó chỉ thích danh, thích lợi, nó chỉ thích những cái lợi trước mắt thôi, mà nó không có thích cái, nó không ưa thích cái lợi lâu dài về sau. Rồi mình cũng chỉ nói cho, dạy cho nó cái cách mà tạo được cái lợi ích trước mắt thôi, thì có phải thương nó không? Mà thôi bây giờ con về con làm cái này này là con sẽ chóng được giàu có này, con thực hành cái pháp này là con sẽ được mạnh khỏe, con thực hành cái pháp này con được sống lâu. Nhưng mà nếu con làm như vậy thì sau khi chết con phải vào địa ngục. Đức Phật có dạy vậy không? Đức Phật không có dạy vậy ha. Mà Đức Phật sẽ dạy là con làm như thế này thì con thực hành cái pháp này con sẽ rất là khổ này, con thực hành cái pháp này là con sẽ bỏ bê công việc, là con sẽ mất nhiều thời gian để thực hành, cho nên là con sẽ không có thể giàu có như mọi người được. Con thực hành cái pháp này thì con sẽ rất là vất vả gian nan này, về đời sống hiện tại này của con chỉ cực khổ một chút, nhưng mà tương lai con sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Thì như vậy có tốt hơn không? Thì Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy những cái pháp có thể nó khổ sở cái đời sống trước mắt, do mình phải thực hành, mình phải kham nhẫn, mình phải khắc phục. Đấy, nhưng mà vì cái lợi ích, vì cái hạnh phúc, vì cái an lạc lâu dài cho chúng sinh ở tương lai, cho nên Đức Phật giảng những cái sự thật, những cái sự thật có lợi ích lâu dài về sau, chứ không có dạy cái lợi ích trước mắt mà gây ra cái nguy hại về sau, không dạy cái đó. Mà Đức Phật chỉ dạy mình buông bỏ cái lợi ích trước mắt đi để mình tầm cầu một cái pháp cao thượng về sau. Đấy là cái pháp của Phật. Mình muốn cái lợi ích trước mắt hay mình muốn cái lợi ích tương lai? Hai cái đấy thì mình muốn cái gì? Cái gì là sự thật có lợi ích? Đấy. Vậy thì mình phải bảo để Đức Phật dạy những cái pháp mà sự thật có lợi ích, thì cái sự thật có lợi ích đâu? Cái gì? Mình có tò mò mà biết đấy không? Sự thật có lợi ích đó là sự thật về khổ cần phải biết, nguyên nhân sinh ra khổ cần phải đoạn trừ, sự thoát khổ cần phải chứng đắc, con đường thoát khổ cần phải tu tập, đó là những sự thật có lợi ích. Đức Phật dạy những cái sự thật có lợi ích là chúng sinh đang sống ở trong cái sông mê về khổ, đời là biển khổ, con cần phải biết sự thật là đời cần phải khổ, con và con đang sung sướng, con đang hạnh phúc,
con đang chẳng thiếu cái gì, đời sống con an vui này, sao bảo con khổ? Có người có cãi lại vậy không? Có người sẽ cãi lại như thế, mà con chỉ cần có được mọi thứ con muốn là đời con sung sướng rồi, cần gì nữa. Nhưng mà Đức Phật bảo cái khổ ở đây là khổ sinh ra rồi này phải già, phải bệnh, phải chết. Dù bây giờ có cho con làm vua thì con cũng không thoát khỏi cái già, không thoát khỏi cái bệnh và không thể thoát khỏi cái chết. Đấy là một cái nỗi khổ. Rồi sau khi chết con lại tiếp tục sinh ra, rồi lại già, rồi lại bệnh, rồi lại chết. Rồi lại tiếp tục sinh ra, rồi lại già, lại bệnh, lại chết. Cứ liên tục như vậy. Không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, mà nó là vô tận, vô biên, vô số lần đã sinh tử như vậy rồi. Tức là cái vòng sinh tử của chúng sinh nó nhiều đến như vậy. Nó nhiều đến nỗi không thể dùng cái con số mà đếm được. Bây giờ chỉ cần nói là ở dưới biển có bao nhiêu hạt cát thì con đã từng sinh ra và chết đi bấy nhiêu lần rồi. Có nhiều không? Cái sinh tử của chúng sinh nó nhiều như vậy. Đấy là sự thật về khổ. Khổ là cái vấn đề sinh và tử. Cho nên Đức Phật mới nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Cái câu đấy có tin được không? Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Mình đã từng khóc đến cái mức mà những cái nước mắt của mình mà dồn lại thì nó có nhiều hơn cả nước biển. Tức là ý là muốn nói là mình đã từng sinh ra và chết đi quá nhiều lần như vậy. Và mỗi một lần sinh ra trên đời mình gặp những cái nỗi khổ đau, mất người thân, rồi là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, mình đã từng buồn tủi than khóc. Những cái nước mắt đấy giờ tích trữ lại nó nhiều đến như vậy. Nó được so sánh với nước biển. Và cái điều đó là sự thật đấy. Đấy là khổ cần phải biết. Nhân sinh ra khổ đó là phiền não, tham sân si là nhân sinh ra khổ. Cần phải đoạn trừ tham sân si. Chứ Đức Phật không có dạy mình thỏa mãn cái lòng tham. Bây giờ mà con đang đến đây, con cầu xin Ngài phù hộ cho con đánh số đề, con trúng đề, mua sổ số, con trúng sổ số, con đi buôn bán thì con luôn luôn gặp may mắn. Con chỉ cần những đấy thôi. Thì Đức Phật sẽ nói gì? Đấy là tham, tham cần phải đoạn trừ. Đấy là tham, tham cần phải đoạn trừ. Và có người đến chùa bảo con bị cái nhà này nó bắt nạt, nó dùng cái thế lực nó làm hại con, bây giờ Ngài hãy làm cho nó gặp tai nạn khổ đau để cho con được toại nguyện. Thì Đức Phật sẽ dạy ra, đấy là sân, sân cần phải đoạn trừ. Không có chiều theo những cái tâm bất thiện của chúng sinh, mà Đức Phật chỉ dạy những cái sự thật đó là đời là khổ chứ không phải là vui. Không có chạy theo cái dục nào của thế gian. Tham sân si là khổ, là nhân của khổ, cần phải đoạn trừ chứ không có được nuôi dưỡng nó. Niết bàn là cái sự giải thoát cần phải chứng đắc, hãy nỗ lực để hãy hướng tâm cầu mong chứng đắc niết bàn, chứ đừng cầu mong cái gì khác, chỉ cầu mong chứng đắc niết bàn là cao thượng nhất. Con đường giải thoát khổ đau chính là tu tập giới định tuệ, giữ giới, hành thiền định mà hành thiền tuệ. Đấy là con đường đi đến giải thoát khổ đau, cần phải tu tập. Đấy là sự thật. Đức Phật chỉ giảng dạy cái này trong 49-45 năm. Đức Phật chỉ giảng dạy bốn cái sự đấy thôi. Ai mà thực hành theo bốn cái sự thật đấy thì là đang thực hành đúng cái lời dạy của Phật. Vậy Đức Phật có dạy các cái khoa cúng bái không? Cầu an, cầu siêu không? Cầu bình an, cầu siêu, cầu đảo bệnh không? Cầu lộc, cầu phúc, Đức Phật có dạy đấy không? Không có dạy mấy cái đấy. Đức Phật chỉ dạy cái khổ và con đường thoát khổ mà thôi. Vì Đức Phật chỉ nói ra những gì có lợi ích và chân chính, cho nên là Đức Phật mới có danh hiệu là thiện thệ. Thệ, thệ có nghĩa là ngôn ngữ, thiện ngôn, thiện ngữ đấy. Tại sao Đức Phật nói ra được những sự thật có lợi ích? Tại sao Đức Phật lại nói ra được những cái sự thật mà có lợi ích như vậy? Người khác có nói ra được những sự thật có lợi ích không? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng các pháp trên thế gian. Đức Phật thấy rõ được các cái thế gian này nó như thế nào. Đức Phật hiểu rõ thế gian là gì, thế gian như thế nào. Vì Ngài hiểu rõ thế gian cho nên Ngài mới nói ra được sự thật. Còn những cái người khác mình không có hiểu, mình chỉ nghĩ là
không biết là mình từ đâu sinh ra, mình có mình chẳng biết kiếp trước mình là ai, mình chẳng biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Đấy là mình không hiểu gì về thế gian cả, không hiểu gì về cái nhân sinh vũ trụ này hết. Còn Đức Phật thì biết khi chưa sinh ra mình có nhiều đời kiếp quá khứ, khi chết đi mình tái sinh về nhiều các cõi sống khác nhau. Tất cả chúng sinh chết chỗ này sinh chỗ kia, có người cao thượng, người hạ nhiệt, người thô xấu, người đẹp đẽ, người may mắn, người bất hạnh. Đấy, người sinh về cái cõi an lành, người sinh về cõi khổ, người sinh lên thiên đường, người sinh xuống địa ngục là do cái gì? Là do những cái nhân tạo tác khác nhau cho nên sinh về cõi sống khác nhau. Đấy là Đức Phật hiểu rõ các pháp thế gian như vậy, cho nên Đức Phật mới nói ra được các sự thật có lợi ích. Đức Phật biết gì về các pháp thế gian? Các pháp thế gian mà Đức Phật biết là thế này: chúng sinh thế gian, chúng sinh chết rồi có bốn cái loại noãn thai thấp hóa, tức là có cái chúng sinh chết rồi thì tái sinh làm con gà thì mình phải tái sinh vào quả trứng, phải không? Đầu thai vào quả trứng rồi bắt đầu quả trứng ấy nó nở thành con chim ấy, là cái noãn, là noãn thai là sinh ra từ trứng. Có loài chúng sinh sinh ra từ trứng, có chúng sinh sinh ra từ thai, sinh làm người, làm súc sinh, sinh ra từ thai. Có chúng sinh thì sinh ra từ nơi ẩm thấp, ví dụ như là có những cái chúng sinh thì sinh ra từ cái xác thối, con giòi, con bọ, sinh ra từ trong xác thối, có phải là nơi ẩm thấp mà sinh ra chúng sinh không? Thì một con chuột chết biết bao nhiêu chúng sinh nó nhúc nhúc trong đấy không? Có chúng sinh thì hóa sinh, hóa sinh đây là chư thiên hóa sinh, ngạ quỷ hóa sinh, có địa ngục hóa sinh. Thì những chúng sinh đấy chẳng có cần cha mẹ sinh ra. Có những cõi chúng sinh sinh ra không có cha mẹ, bởi vì người ta tự động, người ta tự biến hóa, tự hóa, chết chỗ này sẽ tự động hóa ra chỗ kia, không có ai là cha là mẹ hết. Còn chúng sinh những cái cõi này thì có mấy cõi thì có cha mẹ, cõi loãn này có cha mẹ, cõi thai có cha mẹ, thấp sinh có cha mẹ không? Cũng có thể có khi con ruồi nó đẻ một quả trứng vào trong cái xác chết đấy này, nó, từ cái ẩm thấp này nó sinh lên. Cũng có chúng sinh thì nó chẳng có cái gì cả, tự động sinh ra. Cái nơi ẩm thấp hóa sinh thì tự động hóa ra. Nên là noãn thai thấp hóa, chúng sinh thế giới, cõi thế giới là có 31 cõi trong một thế giới. Một thế giới là có 31 cõi. Mà Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật thì thấy được 3.000 đại thiên thế giới. Tức là một thế giới 31 cõi và một tiểu thế giới thì là có 31.000 thế giới, một tiểu thế giới là có 31.000 thế giới là bằng một tiểu thế giới. Mà 1.000 thế giới thì có bao nhiêu cõi? 31.000 cõi. Một trung thiên thế giới thì là 1.000.000. 1.000.000 thế giới thì bằng một trung thiên thế giới. Một triệu thế giới có bao nhiêu cõi? 31.000.000 cõi. Còn 1.000.000 thế giới thì mới bằng một đại thiên thế giới. Vậy 1.000.000 thế giới thì có bao nhiêu cõi? 31.000.000 cõi. Mà Đức Phật thì thấy được 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 là tam thiên đại thiên thế giới đấy. Thì cái Đức Phật có thấy nhiều không? Thấy nhiều. Cho nên rằng thỉnh thoảng người ta nói là có người ngoài hành tinh ấy. Câu nói có đúng không? Có đúng. Có người ngoài hành tinh là có. Nhưng mà có những người có thần thông thì có thể đi đến được các thế giới khác, chứ còn các cái phương tiện thế gian không có tới được. Thế giới một pháp đó là chúng sinh nhờ sống nhờ vật thực. Thế giới có hai pháp là chúng sinh là có thân và tâm. Thế giới có ba thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Chúng sinh có bốn pháp đó là đoạn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thế giới năm uẩn thì chúng sinh có năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Chúng sinh có sáu xứ là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đấy là muốn nói rằng các cái pháp thế giới như vậy nên nó gọi là pháp hành thế giới, tức là chúng sinh thực hành những cái pháp này là đi đến giải thoát ra khỏi thế giới. Muốn thoát ra khỏi các cái cõi sống này thì mình cần phải giác ngộ được các cái pháp này, tức là muốn nói là các pháp hành thế giới là muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi ở trong tam giới thì phải thực hành chứng ngộ được các cái pháp hành này. Đây là pháp thiền tuệ,
Ngộ pháp ấy rất là thâm sâu, phải học lâu dài mới hiểu được. Nên mình gọi là Lokavidu, thế gian giả. Đức Phật là bậc hiểu rõ thế gian, hiểu rõ về thế gian này. Không ai có thể hiểu về thế gian bằng Đức Phật. Còn người ta bảo dùng kính viễn vọng, kính hiển vi này có thể thấy cái này cái kia, nhưng mà thấy rất là cạn cợt, nông cạn tầm thường. Chưa thấy cái kính nào mà thấy được chư thiên, chưa có cái kính nào mà soi được đời kiếp trước kiếp sau, chưa có cái kính nào mà thấy được các cõi sống vô hình ấy. Nhưng mà cái trí tuệ thì thấy được điều đó. Đức Phật điều phục những chúng sinh hung dữ như thế nào? Đức Phật dùng từ tâm điều phục như điều phục voi dữ. Đức Phật khi dùng thần thông như điều phục Angulimala. Đức Phật dùng trí tuệ điều phục như với ác thần. Đức Phật dùng chánh pháp để điều phục những người tà kiến, vì Đức Phật là một vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Đức Phật là một bậc điều ngự, tức là có thể điều phục được cả những cái người ương bướng khó điều phục, thì Đức Phật cũng có thể điều phục được nhiều những cái vị tướng cướp, nhiều những cái người hung dữ giết người hàng loạt. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật vẫn cảm hóa được cho những người đó biết tu tập, từ những người hung dữ trở thành người hiền, từ những cái người hiền mà trở thành những bậc thánh nhân. Đấy là cái sự điều phục của Đức Phật, từ những cái người đầy cái tham sân si tà kiến mà trở thành cái người vô tham vô sân vô si và có chánh kiến. Tức là những cái người đang ở trong sinh tử trở thành những người giải thoát khổ đau. Đấy là cái sự điều phục của Đức Phật. Ai mà gặp cái giáo pháp của Đức Phật một thời gian sau là cái tâm bất thiện nó bị diệt trừ, bởi vì cái chánh pháp của Đức Phật nó có cái năng lực nó điều phục những cái tâm bất thiện này. Vì cái tâm thiện nó mạnh lên, cái tâm bất thiện nó bị chế ngự. Đấy là cái sự điều phục của Đức Phật. Tại sao nói Đức Phật là bậc thầy của cõi trời và cõi người? Bây giờ mình nói đến các cái vị thần, vị thánh, vị chư thiên, mình thấy các vị ấy có cao thượng không? Bây giờ các vị ấy, mình gặp cái các vị ấy, mình có quỳ xuống đảnh lễ không? Các vị đấy mà gặp Phật thì các vị có đảnh lễ Phật không? Vậy thì Phật cao thượng hay là các vị chư thiên cao thượng? Phật cao thượng hơn, Phật vẫn là thầy của các vị mà. Đức Phật có thể giảng dạy đạo pháp cho cả hàng chư thiên và nhân loại được giác ngộ sự thật và giải thoát khổ đau. Thực ra chúng sinh, các vị chư thiên thì người ta chỉ khác một cái thân, là cái thân người ta là cái thân cái sắc vi tế, người ta khác cái thân người một tí thôi. Người thì cái sắc thô phù nặng nẽ, sắc cái thân của chư thiên thì người ta nhẹ nhàng, cái sắc là sắc tế, cho nên người ta nhẹ nhàng linh hoạt, người ta có thể bay trên hư không được. Nhưng cái tâm thì nó giống nhau đấy. Tâm con người với tâm chư thiên thì nó giống nhau. Ví dụ bây giờ mình có cái tâm tham, mình sinh thiên, cái tâm tham nó vẫn còn. Là người có tâm sân, mình sinh thiên thì tâm sân nó vẫn còn. Mà nào người mà si mê tà kiến, mình sinh thiên thì vẫn cái tâm si mê tà kiến đấy. Mà cái tâm nó giống như nhau, chẳng có gì khác nhau. Cái tính tình, tính cách nó vẫn giống nhau, chỉ khác nhau cái thân mà thôi. Nên mình ngu mà sinh lên thiên vẫn là cái chư thiên ngu. Còn nếu mà là cái người trí mà sinh thiên vẫn là chư thiên trí. Cái người hiền thì sinh thiên cũng là thiên hiền, cái người nào mà hung dữ sinh thiên vẫn là thiên hung dữ.